Nhân dịp đầu năm mới Tân Sửu, sáng nay quận Liên Chiểu tổ chức lễ sa quân công trình nhà truyền thống và thư viện tổng hợp quận. Phát biểu tại lễ sa quân, lãnh đạo quận yêu cầu các đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực nhân lực để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ trong tháng 3 năm 2021, đề nghị ban quản lý giảng đầu tư và xây dựng quận thường xuyên giám sát đảm bảo chất lượng công trình và kịp thời báo cáo lãnh đạo quận xử lý những vấn đề phát sinh. Công trình được đầu tư xây dựng theo phương án kiến trúc 2 tầng với diện tích khoảng 800 mét vuông, nằm trong khu đất dự trữ phát triển thuộc khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận, bao gồm các hạng mục phòng truyền thống, phòng hội thảo, không gian thư viện điện tử, không gian đọc sách ngoài trời, phòng đọc kho sách, không gian thư viện cộng đồng kết hợp với khu cà phê sách. Tổng mức đầu tư là 14,8 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.